Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, đang trong tháng cao điểm của mùa khô nên thời tiết chủ đạo tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ là trạng thái không mưa, ngày nắng nhiều. Cường độ nắng mạnh nhất vào trưa chiều với nhiệt độ có thể đạt ngưỡng từ 31 cho tới 34 độ, có nơi cao hơn 35 độ tại vùng cao nguyên. Nắng nóng xuất hiện cục bộ. Còn ở Nam Bộ, nhiệt độ trưa chiều sẽ duy trì ở ngưỡng khá cao, phổ biến từ 33 cho tới 36 độ. Riêng miền Đông Nam Bộ như tại Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai có thể trên 36 độ, trời oi nóng. Nếu như phía Nam nắng nóng thì ở miền Bắc trong 3 ngày tới sẽ là trạng thái nhiều mây, có sương mù, mưa nhỏ vào đêm và sáng sẽ làm hạn chế phần nào tầm nhìn xa. Trời rét nhẹ với mức nhiệt thấp nhất dao động từ 18 cho tới 21 độ, vùng núi có nơi dưới 16 độ. Ban ngày thời tiết tạnh ráo hơn, nhiệt độ trưa chiều mai dao động từ 22 cho tới 25 độ, riêng khu Tây Bắc cao hơn, phổ biến từ 28 đến 29 độ. Nắng sẽ hiện diện ở phía Tây dãy Hoàng Liên Sơn, còn phía Đông trời nhiều mây. Tại Yên Bái, trong đêm nay và sáng sớm mai có lúc có mưa nhỏ ở phía Đông, còn phía Tây phổ biến không mưa. Thời điểm này sương mù nhẹ xuất hiện rải rác. Khi tham gia lưu thông ngoài trời, quý vị nên hạn chế tốc độ để đảm bảo an toàn. Nhiệt độ thấp nhất ở mức từ 19 cho tới 21 độ, trời rét, riêng vùng cao rét đậm, nhiệt độ là từ 14 cho tới 16 độ. Ngày mai trời nắng, nhiệt độ từ 23 đến 25 độ ở phía Đông, còn phía Tây cao hơn, phổ biến từ 25 cho tới 27 độ. Xuống đến khu vực Trung Bộ, thời tiết trong đêm nay và sáng sớm mai toàn miền trạng thái ít mưa, có chăng chỉ có mưa rào nhẹ cục bộ thời đoạn ngắn và không làm ảnh hưởng nhiều tới các hoạt động ngoài trời của bà con nơi đây. Ban ngày trời nắng, nhiệt độ dao động từ 25 cho tới 28 độ ở phía Bắc và từ 29 cho tới 32 độ ở phía Nam đèo Hải Vân. Đến đây bản tin của chúng tôi xin được khép lại với phần dự báo chi tiết cho các khu vực trong tỉnh Yên Bái trong đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm mùng 8 ngày mùng 9 tháng 3 năm 2021. Khu vực phía Tây gồm huyện Văn Chấn, huyện Trạm Tấu, huyện Mù Cang Chải và thị xã Nghĩa Lộ. Nhiều mây, đêm không mưa, sáng có sương mù nhẹ, ngày trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, vùng cao đêm và sáng rét đậm. Nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 21 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao từ 14 đến 16 độ. Khu vực phía Đông gồm huyện Văn Yên, huyện Yên Bình, huyện Trấn Yên và huyện Lục Yên. Trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 25 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 21 độ. Thành phố Yên Bái nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa nhỏ, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 24 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 20 độ.